khi thuê nhà chúng ta nên quan sát quang cảnh bên ngoài ngôi nhà là quan trọng nhất. Tại vì quang cảnh bên ngoài ngôi nhà chúng ta không thể thay đổi được. Ví dụ là không nên có cây quá to, không nên có trụ điện cống trước nhà. Nhà trước mặt nên thông thoáng. Nhà sát mặt đường thì phù hợp kinh doanh hơn để ở các bạn. Tiếng xe cộ, tiếng hàng rong, tiếng ồn được xem là thanh sát. Mùi vị khó chịu được coi là vị sát. Hình ảnh kỳ quái là hình sát ạ. Tiếp theo là xem bố cục nhà. Nhà mình chọn nên là buông vắng, không bị thiếu góc, không nở hậu gì hết. Còn nếu mà các bạn muốn xét về số nhà có hợp phong thủy hay không thì mời lên website của Khải Toàn ạ. Hướng nhà hợp tuổi chỉ là một phần nhỏ thôi, quan trọng là không nên bị xuất quái. Các bạn có thể tìm hiểu trong link sau về xuất quái hoặc là đại không vong là gì ạ. Xuất quái hay là đại không vong có nghĩa là tọa độ bị cứng giữa hai hướng lớn. Ở đây ví dụ là 337 sẽ cứng giữa Tây Bắc và hướng Bắc, hoặc là 22 độ sẽ cứng giữa hướng Bắc và hướng Đông Bắc. Gặp những trường hợp này không nên chọn mua thuê ở ạ. Chúng ta nên xem nhà vào các buổi trong ngày để xem quang cảnh và tiếng ồn tại khu vực này như thế nào. Phần tiếp theo là chủ nhà. Nếu bạn thuê nhà thì khi trò chuyện với chủ nhà cảm thấy dễ gần hoặc là tin tưởng. Tại vì khi có những sự việc phát sinh sau này, chúng ta dễ có thỏa thuận hoặc là thông cảm cho nhau. Thank you.